đâu, ông hát lúc nào thì cũng chịu nha. Người thật người thật, và bên em cũng là nhà đất công nghiệp tín dụng đầu tư nên sẽ an tâm hơn về cái sự uy tín và sự bảo trì. Các bên em quá rẻ đúng không ạ? Tiền nhà rất nhiều năm đã là kiếm mà mãi họ rất là sang là đường sơn sơn vào với mức giá rất là tiện. Căn biệt thì với anh chị thứ tư còn căn này là căn thứ ba. Dân cư của bạn chị nhà sang sát rất là nhiều nhà luôn. Ở đây có đồng hồ nước, đồng hồ điện có sẵn luôn. Đó, ở đây là căn góc này và vị trí đây là xã Phước Hậu, huyện Bình Chánh, tỉnh Long An. Đây vị trí nhà nhà rất là nhiều nhà luôn và đang xây dựng rất luôn. Con đường này là mình ra chợ Long Thượng, Cần Duộc, Long An thì xe rồi tới đây nên của mình là Phước Hậu vị trí điện đơn phương hợp và chị các góc luôn rất là vui. Và khu vực này đó là không có bị ngập nước nha. Ở đây thì mình có thể trồng kiểng này. À, có một cái đèn để ra những trụ kiểng rất là dễ thương luôn, hai bên luôn nè, và nguyên cửa phía trước này chúng ta là cửa sắt rất là đẹp, có được cái sân đậu xe Honda, đậu có được 5 chiếc xe luôn. Nếu mà mình nhà có khách đại ăn á thì sẽ được ngay cái này ở phía trước, và nhà chúng ta có đây là tất cả là có cửa sổ nha. Ở trên nó hiện tạo luôn cái tầng nhà nó nhưng mà rất là sang quá. Đôi này là do nhà đất chính chủ Tâm Nguyệt đầu tư. Ở đây thì nếu cô chú anh chị thích tranh lụa 3D, mình có thể dán một bức tranh ở phía đây nữa thì căn nhà thêm sinh động hơn nữa nha. Và đường lên cầu thang cũng rất là dễ thương sang trọng nè. Đó, cầu thang được làm kính cường lực nè, hai bên là gỗ đỏ cao cấp luôn ha. Và đặc biệt ở phía sau đây là một cái không gian mở của phòng bếp của chúng ta, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, và đặc biệt ở trên là có mặt trần của chú anh chị. Với căn nhà được một cái là căn gốc hai mặt tiền thoáng mát cực kỳ luôn. Ở phía sau có mặt tiền phía sau, ở đường phía sau luôn, và có cửa hậu thông ra phía sau luôn nha. Ở đây là khoảng trống ở nhà, phía sau nhà của chúng ta nè. Đó, ở đây là nhà vệ sinh nè. Nói chung là đầy đủ tiện nghi cho mình luôn nè ha. Đó, nhà vệ sinh ở đây á có đầy đủ như là bồn cầu vòi tắm hoa sen và kính rồi bồn lavabo nè, và phía sau ở đây là cửa hậu mình mở ra, ở phía sau còn nhà nữa cô chú anh chị ha. Với căn nhà của chúng ta được một cái là căn gốc hai mặt tiền, mặt tiền trước và mặt tiền sau nên nhìn nó hả rất là tuyệt vời, và ai mà mua căn nhà này thì vừa thoáng mà ở rất là ngon lành luôn cô chú anh chị, mà mức giá cực kỳ siêu rẻ, chỉ 1.2 tỷ hỗ trợ vay ngân hàng. Và đặc biệt căn nhà này giá tổng có 2.4 tỷ, còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp chính chủ đầu tư bên Tâm Nguyệt luôn nha cô chú anh chị mình ha. Một cái căn nhà rất là đẹp luôn nè. Wow, quá tuyệt vời luôn. Nhìn nó sang xịn sò. Đây là một cái căn nhà làm phải nói là kiểu mới năm 2023. Và năm 2023 này nhà đất bên Tâm Nguyệt xây dựng rất là nhiều công trình, và đặc biệt thì em đang khởi công những công trình nhà vườn 1.000m² và 500m². Thì khoảng tầm đâu đó 10 ngày nữa là em sẽ ra tiếp tục một cái siêu phẩm nhà vườn 1.000m² do chính chủ đầu tư Tâm Nguyệt đứng tên. Thì nhà bên em ở đây là trực tiếp bên em đầu tư thiết kế lên nhà rất là đẹp và có bảo hành nhà cho cô chú anh chị ha. Quý khách mua nhà bên Tâm Nguyệt sẽ không tốn bất kỳ chi phí gì cả nha. Thấy má thủ tục em lo hết. Thì ở trên đầu của chúng ta được một cái là có hai phòng ngủ nè. Đây là phần căn phòng ngủ đầu tiên. Thì có một cái view cửa sổ, đèn ngủ trên trần là thạch cao rất là sang sịn sò. Đường ống máy lạnh em lắp sẵn lên mình về khỏi làm cả âm căn nhà mới con còn thơm phức mùi nước sơn. Đây em quay chi tiết cận cảnh review cho cô chú anh chị mình xem nè. Đây là căn phòng ngủ thứ hai trên lầu 1 của chúng ta, và được một cái là bên trong có nhà vệ sinh ha. Nhà mình thì được một cái là có 3 nhà vệ sinh. Ở đây thì có đường ống máy lạnh nè. Căn phòng thì được cái có nhà vệ sinh ở bên trong á, cũng tiện cho mình sinh hoạt với cô chú anh chị ha. Đường ống máy lạnh lắp sẵn tiện ích cho mình, với một căn phòng rộng rãi có view cửa sổ rất là thoáng mát. Tất cả dàn cửa hệ thống bên em làm toàn là hàng nhôm xuyên qua cao cấp hết luôn. Ở đây là được cái là một cái không gian, không gian đây là mình để thoáng mát nè ha, rộng rãi mình có thể làm có một cửa sổ, mình có thể trồng những cái cây xung vườn ở đây nè. Nó có một cái cây xanh, mảng cây xanh ở đây cũng rất là ok, tại vì ở trên đó là bên em làm có một cái giếng trời. Nhà bên em xây dựng là đốt sàn tấm thật 100% với thiết kế sang trọng hiện đại. Căn nhà này được cái trên lầu là có hai nhà vệ sinh nha. Đó, cô chú anh chị thấy rất là tiện. À, mò nhà thì có ba nhà vệ sinh, trên lầu được hai cái.
không bị kẹt nhà vệ sinh của chú anh chị. Nhưng mà phòng ngủ thì chỉ có hai mà thôi, và thì một cái phòng thờ. Nếu nhà mình 6 người thì ở dưới mình có thể làm cái giường ngủ ở phía dưới vẫn được á, nếu đông thành viên đó. Ở đây thì phòng thờ này em làm sẵn đường dây điện nè và có cửa sổ. Còn phía trước này là mình có thể làm cái ban công rất là rộng luôn. Quý cô chú anh chị nào mê sân vườn, chúng ta có thể trồng những cây kiểng ở trên đây, thì buổi chiều mình có thể lên đây ngắm nè, rất là mát mẻ ha. Trên cái sân thượng này mình trồng mấy cây kiểng luôn, rất là sang xịn sò, và đường đó là đường xe hơi, dân cư thì rất đông. Khu vực là Phước Hậu giáp lên chợ Long Thượng, từ đây lên Sài Gòn mất khoảng tầm hơn 17 cây số của chú anh chị. Và khu vực này thì dân cư rất là đông, được cái là nhiều nhà mọc lên ha, mình về đây không phải lo bị buồn đâu. Khu vực này dân cư thì đã đông đúc rồi. Ở đây thì em có 2 căn, thì quý cô chú mình vô xuống sớm mình chọn căn nào cũng được. Căn gốc thì là 2,4 tỷ, còn căn trong là 2,3 tỷ. Thương lượng mạnh mẽ, nếu quý cô chú anh chị thiện chí cứ liên hệ trực tiếp chính chủ đầu tư bên nhà đất Tâm Nguyệt để được giá tốt nhất nha. Và bên em thì xây dựng đầu tư với số lượng nhiều, bàn giao cho bên công ty và các đơn vị bán phụ, nên bên em sẽ bán rất là nhanh. Nếu mình đã ưng thích những mẫu nhà nào rồi thì hãy liên hệ nhanh và gấp để mình xuống xem thực tế, để mình chốt nhanh, để mình trở thành chủ nhân sớm nhất của một căn nhà. Thì bán nhà cũng là một cái duyên, nhà chờ chủ nữa, cô chú và anh chị mua nhà cũng phải là một cái duyên. Nhưng đã biết đến em gái miền Tây đó là một cái duyên. Thứ nhất, bên em bán nhà thật, giá thật và đảm bảo uy tín thương hiệu, rau đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, không chơi ảo. Đặc biệt em cũng chính chủ luôn. Và thứ hai nữa là bên em là nhà đất Tâm Nguyệt, chồng xây dựng, vợ bán nhà. Quý cô chú cảm thấy yêu mến nhà đất Tâm Nguyệt, xin hãy follow đăng ký theo dõi kênh Nhà Đẹp Mọi Ngày bên gái miền Tây. Mến chúc tất cả quý khách hàng thật nhiều sức khỏe, thật nhiều vui tươi, hạnh phúc, sớm tìm mua được nhà ở nghỉ trên kênh Nhà Đẹp của Tâm Nguyệt nha. Ưng căn nào thì nhớ gọi điện cho em gấp và liền để gửi sổ hồng và tư vấn chi tiết cụ thể cho mình. Thuận mua vừa bán đừng ngần ngại, cứ thoải mái gọi điện cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình nha.